cô chú anh chị ơi, hổm rày hai vợ chồng ti đi lên trên thành phố này á là để lấy thuốc uống, lấy thuốc cho anh Tuấn Anh uống uống tiếp tục điều trị bệnh hiếm muộn nữa. Sau khi mà một thời gian dài 6 năm trời á, điều trị mới có được Thảo Nguyên, mà từ hồi sinh Thảo Nguyên tới giờ á, vẫn chưa có bé luôn, cho nên hai vợ chồng muốn tranh thủ lúc mà mình còn trẻ thì tiếp tục uống thuốc và hy vọng sẽ có thêm một đứa em nữa cho Thảo Nguyên sau này á, khi mà mình lớn tuổi hoặc là mình qua đời á, Thảo Nguyên có chị có em cho nó đỡ buồn. Và ví dụ như có đau ốm bệnh tật hoặc là Thảo Nguyên có bị ăn hiếp á, thì cũng có chị có em để mà hỗ trợ nữa. Ti nhớ lại có một cái clip mà Ti kể với tất cả mọi người về cái hành trình mà chữa bệnh hiếm muộn của hai vợ chồng á. Thì hai vợ chồng Ti có điều trị ở Từ Dũ một thời gian, nhưng mà cái kết quả nó không có thay đổi. Sức khỏe của Ti thì bình thường, nhưng mà sức khỏe của ông xã thì không tốt. Nhưng mà điều trị ở bên Từ Dũ thì nó không có kết quả. Sau đó mình đã chuyển qua điều trị ở bệnh viện Bình Dân. Là bệnh viện Bình Dân là một cái bệnh viện có cái chuyên khoa nam học á, điều trị cũng khá là có tiếng, cho nên Ti đi qua đó thử. Thì cái lần đó đi qua làm gặp ngay cái ca trực của bác sĩ trưởng khoa nam học của bệnh viện Bình Dân luôn. Thì bác đã khám ra và biết được cái nguyên nhân là sức khỏe mình tại sao lại của ông xã tại sao lại có vấn đề ở chỗ nào, và bác sĩ tìm ra được nguyên nhân. Rồi sau đó bác sĩ phẫu thuật nha, rồi uống thuốc nữa, phẫu thuật rồi uống thuốc mấy tháng trời, uống thuốc cũng cả năm á, uống thuốc đúng cả năm luôn á mới sinh được Thảo Nguyên á. Thì mình thấy cái sự thay đổi rõ rệt luôn. Từ trước khi phẫu thuật là cái kết quả xét nghiệm á, là cơ hội có con là chỉ có 1% thôi, 1% cơ hội có con thôi. Rồi sau phẫu thuật rồi qua các tháng á, uống thuốc dần dần, tại vì một tháng hoặc hai tháng á, mình sẽ lên trên này mình lấy thuốc uống một lần. Thì sau cái thời gian điều trị á, thì cái kết quả nó tăng lên từ từ, mình thay đổi rõ rệt, mình thấy thay đổi rõ rệt luôn. Thì từ thời gian mổ rồi uống thuốc dần cũng khoảng năm mấy hai năm á, là mình theo cái bác sĩ này luôn, mình không có đi mấy chỗ khác nữa. Và bây giờ thì lâu quá mà vẫn chưa có bé nữa, cho nên hai vợ chồng tiếp tục đi lên chỗ bác sĩ ở bệnh viện Bình Dân đó, và mình điều trị, mình uống thuốc tiếp. Bác sĩ này rất là có tiếng, tại vì có rất nhiều người ở vùng ngoài á đi vô khám luôn. Bác sĩ có mở một phòng mạch riêng nữa, thì Ti không có khám ở bên bệnh viện, thì Ti đi qua trực tiếp bác sĩ phòng mạch của bác sĩ khám luôn, khám ngoài giờ. Thì từ khoảng 6 giờ mấy anh? Khoảng 6 giờ rưỡi là bác sĩ bắt đầu khám ngoài giờ đó. Rồi cái to đâu rồi? Cái địa chỉ của phòng khám là số 31 đường số 3, cư xá Đô Thành, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Và số điện thoại đăng ký khám là 0819687968, là mình sẽ liên hệ, mình đăng ký từ khung 8 giờ cho đến chiều, là mình đăng ký là mình sắp tại để mà khám luôn á. Nếu mà cô chú anh chị muốn liên hệ khám á, thì mình từ sau 8 giờ là mình điện liền đi, mình điện sớm á, thì mình sẽ được khám sớm hơn. Tại vì rất là đông nha, nhiều lắm. Có lúc đầu á, ông xã Ti ổng rất là ngại đi khám bệnh. Tại vì đây là cái vấn đề tế nhị, ổng rất là ngại đi khám bệnh.
cho nên ti nài nỉ ti cố gắng thuyết phục để mà dẫn ông đi, mặc dù là mình không có bệnh, ổng bệnh thôi, nhưng mà mình cũng phải đi theo, đi khám với ổng luôn. Và khi tới cái chỗ khám thì thấy có rất là nhiều người cao to đẹp trai tốt tướng, bụng sáu múi rồi ha, nhưng mà tới bệnh là vẫn bệnh nè. Ổng thấy có rất là nhiều người đi khám cùng với ổng, từ đó ổng không có ngại nữa, từ đó rất là kiên trì, rất là kiên trì để mà uống thuốc để mà có em bé. Mấy hôm trước thì mẹ Ti thì mẹ chồng Ti thì đi khám bệnh tim ở bệnh viện tim, còn Ti đi đi dẫn bà ngoại chồng đi khám ở bệnh viện 115. Bà ngoại bị tiểu đường, bà ngoại 80 tuổi rồi á, ngoại không có thấy đường, không thấy chữ á, nhìn không có rõ, với lại ngoại hay quên á, là đi vô bệnh viện rồi sợ không có biết đường đi ra, cho nên Ti đi theo với ngoại. Và Ti gặp như thế này nè cô chú anh chị, là có rất là nhiều người lớn tuổi đi khám, và có một số thì có con đi theo, và có một số thì lớn tuổi rồi mà không có con đi theo. Và khi mà đi khám thì lớn tuổi rồi làm việc nó chậm rãi hơn, rồi không có nhìn rõ chữ nè, rồi không có biết đường để mà đi gặp bác sĩ như thế nào, rồi đi đi khám rồi đi xét nghiệm ở đâu, rồi lấy kết quả làm sao, rồi đi mua thuốc làm sao. Nhìn thấy rất là tội nghiệp. Và Ti suy nghĩ là mẹ chồng Ti cũng khuyên là nó đúng đó. Lúc đầu á là hai vợ chồng nghĩ là có Thảo Nguyên thôi là được rồi, nhưng mà thôi kệ đi, mình còn trẻ còn khỏe mà, mình tranh thủ mình sanh thêm đứa nữa, hy vọng ông trời sẽ cho mình thêm một đứa nữa thì sao. Biết là con cái là duyên trời cho, nhưng mà mình phải cố gắng, mình phải điều trị, mình phải uống thuốc thì mới có hy vọng được, còn mình cứ trông vào trời cho thì biết chừng nào mới có được. mẹ chồng mình nói là ít con á, khi mà lớn tuổi á sẽ buồn lắm, sẽ tủi thân lắm, và lúc đó sẽ khổ lắm. Bây giờ mình còn trẻ, mình ít con thì mình sướng lắm, nhưng mà khi mà mình lớn tuổi rồi á thì mới lúc đó mới thấy cái cực khổ, cái vất vả, nhất là trong lúc mà mình đau bệnh á, không có con bên cạnh á thì buồn tủi dữ lắm. Cho nên Ti cũng nghe lời khuyên của mẹ chồng là hy vọng tiếp tục điều trị, tiếp tục hối thúc ông xã đi uống thuốc nữa, tiếp tục điều trị, hy vọng là ông trời sẽ thương, sẽ ban cho mình một đứa con nữa. Người thì dễ có quá, những thứ gì mà dễ có thì người ta không có quý, người ta không có trân trọng, còn những thứ mình khó khăn mới có được á, mình mong chờ và mình trân quý nó lắm. Cho nên cái video hôm nay Ti cũng muốn chia sẻ với cô chú anh chị những cái gì mà mình đã trải qua, những cái kinh nghiệm mình đã trải qua. Mình tin vào khoa học, nhưng mà mình không có tin tầm bậy. Tại lúc đầu mình đi khám là mình khám ở một bệnh viện phụ sản quốc tế tại Cần Thơ, nhưng mà người ta khám ra, người ta bảo là chỉ có 1% cơ hội có con thôi. Người ta nói là dạng vô sinh, người ta bảo là vô sinh, chỉ có thụ tinh trong nghiệm thôi chứ không có làm gì khác được. Xong rồi Ti không có chắc chắn, Ti mới lên tự vũ. Thì lên tự vũ mình cũng điều trị một thời gian, cũng cả năm ở tự vũ á, thì sức khỏe mình bình thường. Ngày ổng thì điều trị bên khoa nam học, cũng vẫn lấy thuốc uống, nhưng mà nó không có cải thiện, nó không có cải thiện đó. Xong một thời gian thì lúc đó mình chưa biết bệnh viện bệnh nhân, mình mới về mình uống thuốc bắc. Uống thuốc bắc cũng không cải thiện luôn. Thì có người quen á chỉ mình đi qua bệnh viện bệnh nhân. Lúc đó mới qua bệnh viện bệnh nhân, và mình may mắn mình gặp ngay bác sĩ trưởng khoa luôn, là bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng, là điều trị tới lúc mà cái tình hình sức khỏe nó tốt hơn, và tới lúc sinh được Thảo Nguyên luôn. Thì bây giờ mình vẫn tin bác, và mình tiếp tục lại chỗ bác lấy thuốc uống nữa, hy vọng là sẽ có kết quả tốt đẹp. Thì sau một cái thời gian điều trị thì Ti biết là nếu mà bên sản phụ khoa thì điều trị ở bệnh viện tự vũ là tốt nhất, còn nếu như ở nam khoa thì đến bệnh viện bình dân ở Điện Biên Phủ, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì Út Thi đã đi làm rồi, tuần này Út Thi làm ca đêm, tuần sau Út Thi mới làm ca ngày lại.
Bây giờ hai vợ chồng thay đồ sẵn rồi, chờ một lát nữa Út khuyến với lại chị Diễm về thì rủ hai người đi ăn, rồi sáng mai hai vợ chồng đi về quê sớm. Biết là vừa đi xà lan á, mà vừa có em bé nữa, rất là cực luôn. Hồi hồi cái lúc mà đi có Thảo Nguyên á, cực dữ lắm cô chú ơi, không có giống như ở trên bờ. Nhưng mà bây giờ tuy còn trẻ, tuy còn khỏe nè, mình còn khả năng sinh đẻ tốt á, thì mình kệ, mình cứ sinh đại đi, để sau này mình lớn tuổi rồi á, mình sinh không được nữa thì khổ lắm. Bây giờ dễ sinh, với lại bây giờ mình còn nhỏ tuổi, mình sinh con xong á, mình rất là nhanh lấy lại vóc dáng. Hai cái chỗ thuốc này là 5 triệu, và tiền khám cũng như tiền xét nghiệm đều tất cả là 2 triệu mấy nữa. Mình làm xét nghiệm ở bệnh viện Bình Dân nha, nhưng mà khám là mình tới phòng mạch của bác sĩ mình khám cho nó nhanh, tại vì ở bệnh viện mình khám đông dữ lắm, mình chờ lâu lắm. Và mình cái thuốc này mình uống trong vòng 1 tháng, và mình chờ đến 3 4 tháng sau, nếu không có kết quả thì mình lấy thuốc mình uống tiếp. Trước khi có Thảo Nguyên á, là 6 năm 6 7 năm trước á, là hai vợ chồng ti ha, là cứ 1 tháng 2 tháng lại là lên trên thành phố này để mà lấy thuốc uống, 1 tháng 2 tháng lên lấy thuốc uống. Mà ông xã của ti ông ngại lắm, ông sợ bệnh viện, ông không có dám đi mình nên ổng đi khám là ti phải đi theo với ổng, đi theo cái bên vậy đó. Ổng nhát lắm. Ti sẽ kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng là cái video này sẽ giúp ích cho một số cô chú anh chị và các bạn có trường hợp giống như là hai vợ chồng ti, và hy vọng là mọi người đến đó khám thử và sẽ có kết quả hơn, tốt hơn, có tin vui nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.